Sân vận động Thanh Hóa nằm tại phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa. Sức chứa của sân vận động này khoảng 10.000 khán giả. Sân vận động Vinh nằm ở thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Được xây dựng từ năm 1973 đến 1974. Sức chứa của sân vận động này là 12.000 khán giả. Nằm ở phường Nam Hà, thành phố Hà Tĩnh. Sân vận động Hà Tĩnh được xây dựng vào năm 1991 và được cải tạo lại vào năm 2019 với kinh phí 62 tỷ đồng. Sức chứa của sân vận động này là 12.000 khán giả. Kể từ khi sân vận động Đồng Hới bị phá bỏ vào năm 2019, tỉnh Quảng Bình vẫn chưa có sân vận động mới thay thế. Tỉnh này dự kiến xây dựng sân vận động mới có quy mô từ 7 đến 8 hectare, với khoảng 15.000 chỗ ngồi, tại thôn Lộc Đại, xã Lộc Ninh, thành phố Đồng Hới. Tuy nhiên đến nay dự án vẫn chưa được triển khai. Sân vận động thành phố Đông Hà nằm tại phường 1, được xây dựng vào năm 2006, với kinh phí 30 tỷ đồng. Sức chứa của sân vận động này khoảng 10.000 khán giả. Sân vận động Tự Do nằm tại thành phố Huế, được xây dựng từ năm 1934 đến 1936. Sức chứa của sân vận động này khoảng 16.000 khán giả. Sân vận động Hòa Xuân nằm ở quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng. Được xây dựng từ năm 2013 đến 2016, với kinh phí khoảng 300 tỷ đồng. Sức chứa của sân vận động này là 20.500 chỗ ngồi. Sân vận động Tam Kỳ nằm ở phường Hòa Hương, thành phố Tam Kỳ. Được xây dựng vào năm 1980. Sức chứa của sân vận động này khoảng 15.000 khán giả. Hiện tại, sân vận động Tam Kỳ đang được cải tạo. Sân vận động Quảng Ngãi nằm tại phường Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi. Được xây dựng từ những năm 1980, sân vận động này mới được cải tạo từ năm 2022 đến 2024 với kinh phí 90 tỷ đồng. Sức chứa của sân vận động Quảng Ngãi là 12.000 khán giả. Sân vận động Kon Tum nằm ở phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum. Được xây dựng từ năm 2010 đến 2013 với kinh phí 145 tỷ đồng. Sức chứa của sân vận động này là 9.000 chỗ ngồi. Sân vận động Pleiku nằm tại thành phố Pleiku, được xây dựng từ năm 1975. Sau đó cải tạo lại từ năm 2008 đến 2010 với kinh phí 60 tỷ đồng. Sức chứa của sân vận động này là 10.000 chỗ ngồi. Sân vận động Quy Nhơn nằm tại thành phố Quy Nhơn. Được xây dựng từ năm 1976. Sức chứa của sân vận động này khoảng 16.000 khán giả. Sân vận động Phú Yên nằm tại thành phố Tuy Hòa. Được xây dựng từ năm 1976. Sau đó cải tạo lại từ năm 2004 đến 2006 với kinh phí 9,6 tỷ đồng. Sức chứa của sân vận động Phú Yên khoảng 5.000 khán giả. Sân vận động Buôn Ma Thuột nằm ở phường Tân Tiến, thành phố Buôn Ma Thuột. Được xây dựng vào năm 2000,
Sức chứa của sân vận động này khoảng 16.000 khán giả. Sân vận động 19 tháng 8 nằm ở thành phố Nha Trang, được xây dựng từ năm 1992. Sức chứa của sân vận động này khoảng 10.000 khán giả. Sân vận động Đắk Nông nằm tại phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa. Hiện tại, sân vận động này chưa có khán đài hoàn chỉnh, chỉ có một phần khán đài nhỏ ở trung tâm cùng với phần sân cỏ nhân tạo. Sân vận động Đà Lạt nằm tại phường 7, thành phố Đà Lạt. Được xây dựng từ năm 2020 đến 2023 với kinh phí 274 tỷ đồng. Sức chứa của sân vận động này là 19.339 chỗ ngồi. Sân vận động Ninh Thuận nằm tại thành phố Phan Giang Tháp Chàm. Được xây dựng vào năm 1966. Sức chứa của sân vận động này khoảng 8.000 khán giả. Sân vận động Phan Thiết nằm ở phường Phú Trinh, thành phố Phan Thiết. Được xây dựng vào năm 2013. Sân vận động này đang được cải tạo với kinh phí 17 tỷ đồng. Sức chứa khoảng 6.000 khán giả.